Hello, Hồng An chào mọi người. Và hôm nay Hồng An xin lên sóng chia sẻ anh em một con neo GT từ xám 206 nha anh em. Xe này được bộ áo rất là đẹp cho anh em ha. Màu trắng, trắng xám bạc rất đẹp. Cái đời này thì cái màu áo này cũng rất là hiếm nha anh em ha. Và xe cũng đang nổ máy nha anh em. Xe này đầu chưa rớt nha, nồi nói chung là cũng đã có mở ra thay bố. Xe rất là chuẩn nha anh em ha, máy nhích ra là bye bye nha, nồi mới làm thay bố lá mới ra, đâm ra máy xe rất là chất nha anh em ha, máy đang nổ nha anh em. Xe là chất xe zin nha anh em, bao tay vẫn còn nè, thấy chưa, bao tay zin hai bên còn nút còn đầy đủ luôn nha anh em. Xe rất đẹp, ổ khóa còn là những cái thông số nè, những cái chữ nè còn nguyên hết ha, xe rất đẹp. Máy này chuẩn lắm nha anh em, máy này là bao bao chạy bao phơi bao tê luôn nha anh em ha. Sườn xám anh em cũng biết rồi ha, xe rất là chất, đèn chóa còn nguyên hết nha. Về zin theo xe nó có dán để không ai về gạch, Hồng An sẽ lột và nó ra hết. Tạm thời thì Hồng An cũng mới rửa sạch sẽ, xịt dầu lại rồi mình đăng chia sẻ cho anh em. Đắt phuộc là phuộc zin chứ không có dặm tuốt nha anh em ha, hơi bị chạy chạy nha anh em, tách cuộc còn nha anh em ha. Cuộc zin là phải như vậy thôi anh em ha, đi theo xe thì nó sẽ bị chạy thôi đó. Này mình có thể mình sơ giải zin ok nha anh em ha, sơ giải zin được nha, tách cuộc hai bên còn hết đó. Chiếc xe zin nguyên bản anh em cũng vậy là chén cổ cũng chưa mở nè, chưa canh chỉnh nè, chén cổ chưa mở chưa canh chỉnh. Chẳng ba là không có đâm đụng té ngã nha anh em, máy rất là trọt, cổ nguyên nha anh em, rất đẹp luôn anh em ha. Máy đang nổ đó anh em, mình vừa quay mình vừa nổ máy cho nó cái clip nó nhanh gọn lẹ hơn nha anh em ha. Nguyên anh em, chiếc xe thì thầm ha, máy rất là êm ấm hiểm luôn nha anh em, bạc lóc rất đẹp nha anh em ha, lóc vàng bạc rất đẹp nha anh em, bảy màu hết trơn, mở gà hết trơn em, mở gà hết trơn mèo luôn nè, mở trơn này ấm hiểu vô số luôn đi. Chiếc xe chiếc nền đều có nha anh em ha, xe này chuẩn, xe này đi tầm khoảng cũng 40.000 có nha anh em ha, 40.000 có, 40.000 rồi ha. Chiếc xe đó anh em, sẽ khô ráo ha, bộ zin theo xe chưa mở luôn nha anh em. Chiếc nền đều có nha anh em ha, cao su zin theo xe vẫn còn nha anh em, cặt te nè, gấp nè, không có bị dợp, bị bung, bị chấp ha, bị xước nha, đẹp, sáng sừng sáng nha anh em, ở sau còn đẹp lắm anh em. Ok, ốc còn màu hết trơn nha anh em, xe như vậy đó, áo zin theo xe ha anh em ha, rất đẹp. Biển số này vẫn 11 nha, 4 số một chủ luôn nha anh em. Cản này có sơn nha anh em ha, cản có sơn rồi, tem máu nè, rất đẹp, không có nứt bể ha. Xe này chủ xe cũng là dạng như thuộc dạng cũng biết chơi chơi xe, am hiểu về xe nha anh em. Cái chiếc xe anh em nhìn biết à, chiếc xe là rất là đều ha, ốc tán vẫn còn xanh nha, còn màu nha anh em. Chiếc xe này ok đó anh em ơi, cốt nền đều có nha. Không nói là mua xe là anh em mua theo cái chiếc xe chiếc nền đó, nó chuẩn nó đẹp thì nó sẽ đẹp, nó ok, máy sẽ ok thôi à. Còn màu hết trơn em, màu hết trơn, bàn ươm trắng sáng ha, cốt nền nè, trong em đẹp, đẹp quá, rất đẹp. Máy đang nổ thì thầm, mùi cốt nền chơi luôn nha anh em, đẹp. Nồi có làm rồi nha,
bạc lóc nồi rất đẹp ha, không có bị dợp nha anh em, bóng bẫy luôn nha anh em ha, nồi rất đẹp. Xe này chuẩn lắm nha anh em ha, chức năng nằm dưới nha anh em. Giờ phút nền nè anh em, anh coi ha, rất là đẹp luôn. Bình xăng zin theo xe vẫn còn anh em, vẫn còn màu anh em, đẹp lắm, vẫn còn màu hết trơn, rất chuẩn ha. Giờ một tí nha, máy thì thầm quá chuẩn anh em ơi, cái này chuẩn lắm, hơi hám không đẹp, vàng lên trắng sáng nè, tàu anh em coi, ốc ép còn ốc ép nha anh em ha, ốc ép vẫn còn luôn nha anh em, máy chắc lắm. Và hơi là chịu nổi nha anh em. Xe đặc biệt là chủ xe họ thay những cái chắn lá, những cái lá thông gió đều là ốc đi nóc nha anh em ha. Họ thay toàn bộ hết những cái lá chắn này nè, của FI nè. Họ đâm ra là rất là tốn kém nha, những cái lá này với hai bánh cánh nữa. Họ gắn cái màu đi nóc lên, trong xe rất là đẹp nha. GT là cái giá chắn gió nó là bằng nhựa màu đen, màu bạc. Con này chủ xe họ thay hết toàn bộ là lá chắn gió là màu Sininox của FI nha anh em. Nên ra nhìn xe nó cứng lắm. Là Hồng An phải về cửa hàng quay cho anh em xem cái bộ áo nó nha. Rất đẹp. Máy êm quá anh em ơi. Nghe là bay anh em. Rất êm luôn anh em. Em bấm luôn nè, bộ là không nghe tiếng anh em. Không có tiếng máy luôn nè. Máy em bấm luôn. Máy em ra. Hơi rất là đầy nha anh em ha, hơi đầy lắm nha anh em, hơi rất đầy, mang mở yên luôn nha anh em ha, da yên có bao rồi nha anh em, da yên có bao rồi, không xăng nè, không có dợp nha, không có bung nha anh em, đẹp, chỗ này bị chóc nè, hai bên này đè xuống bị chóc nè, đó. Ngoài ra rất là đẹp ha, phụ xăng không nứt không bể nha, áo rất đẹp, sườn xám nha anh em, cái này nhìn mâm đẹp lắm anh em, mâm rất là đẹp luôn nha anh em, không có bị dợp nha, bị bung bị chóc nha anh em, mâm zin theo xe nè, mâm này mâm zin theo xe luôn tới giờ luôn nha anh em, còn đen mung ha, má đùm cũng vậy anh em, rất đẹp, không bị dập bị chóc, đẹp quá. Xe này chủ xe bảo quản bộ áo nè, vàng bạc lóc nè, chiếc xe cũng tương đối là đẹp, là khá nha anh em ha, chỉ có tội cái là bị rớt nồi ha, thay bố âm da thôi nha anh em, mâm rất đẹp nha anh em, chiếc xe đều có hết, ốc tán vẫn còn màu chưa anh em, bạn ươm mà màu trơn rất là khá, bạc lóc rất đẹp nè, chỗ này nó hơi dợp thôi ha, chỗ này đang sống rồi, chiếc xe rất là ok, chuẩn xe nha anh em, chỗ này khá lắm anh em ơi. Rồi Hồng An về cửa hàng Hồng An cho bộ áo anh em xem bộ áo nha anh em ha, bây giờ bao tay vẫn còn nguyên anh em, chưa rút luôn anh em, mềm không? Đèn đốt rất đẹp, rất sáng luôn. Tay thắng zin luôn nha anh em, không té không ngã nha. Quá ok rồi nha anh em ha. Rồi mình về cửa hàng nha anh em. Rồi.
Rồi mình về cửa hàng rồi nha anh em ha. Máy đang nổ luôn nha anh em. Máy ấm hiểm ha. Máy đứt hồi trước. Đấy như xe đạp điện là có nha anh em. Máy đó anh em. Con này 3X nha anh em ha. Ít lớn ít nhỏ do duyên nha. Nói chung là con này 3X vừa đi ha. Rớt cái nồi rồi ha. Hai bố Amazon đâm ra anh em chạy rất là bốc, rất là nhích ra là bye bye ha. Bỏ hành máy 1 năm cho anh em nha. Xe này làm nồi thì anh em khỏi có bàn rồi. Nó ghê lắm anh em ơi. Bye bye không đó. Đây là bộ áo của nó anh em. Giờ tê ha. Màu trắng xám. Rất đẹp. Ngàm là không có gãy ngàm nào nha anh em. Cửa không có gãy nha. Còn nguyên hết nha anh em. Rất đẹp nha anh em. Đắt. Đắt còn luôn nha. 2.6 luôn nha anh em. Hai cái lá gió của Inox nè. Rất là mắc tiền nha. Lá xe này rất là mắc. Không rẻ nha anh em. Xe rất đẹp. Chụp vô rất là đẹp luôn nha anh em. Chủ xe này cũng biết am hiểu về xe, cái độ đẹp của chiếc xe đó anh em. Thấy không? Rất đẹp. Cửa là không có gãy cửa nào nha anh em ha. Cửa còn đủ nha. Tại sao bây giờ tại sao bây giờ nha. Cửa còn nguyên hết nha. Áo nhựa theo xe ha. Lên luôn mặt nạ này luôn nha anh em ha. Ồ đẹp quá anh em ơi. Rất đẹp. Rồi như vậy thôi nha. Đó. Xe này giá rất là hợp lý ha. 3X nha, ít lớn ít nhỏ do duyên ha. Anh em nào nhanh nha. Một con xe biển số quận 11 ngay chủ ha. Bạc lốc rất đẹp. Đầu là ok, nồi rớt rồi ha. Bạc lốc. Áo tem zin theo xe. Ngoại trừ là cái gì đâu. Ngoại trừ là làm ra cái nồi thôi ha. Đó. Màu này rất là hiếm, rất là đẹp luôn nha anh em. 206, anh em nghe cục máy nè. Bỏ hành máy 1 năm nha anh em. Còn mang bịch bô là không nghe tiếng nha anh em ha. Xe này không mang thích cục máy nhất anh em. Giống như xe thùng với anh em. Không có tiếng luôn nha anh em. Máy đang nổ đó. Em nghe không? Không có một tiếng động nhỏ nhất luôn nha. Không có ré, không có xè, không có xào, không có giọng, không có kêu nha anh em. Máy rất là chuẩn luôn á xe này. Đang nổ đó nè. Rất là tê, cục máy này tê quá anh em ơi. Máy này chuẩn quá anh em ơi, rất là chuẩn luôn á. Con này máy anh em đi kỹ thay nhất, thường xuyên đi 2-3 năm là bình thường ha. Bao chơi không lỗ nha. Nói trước cho anh em biết luôn nha anh em, bao chơi không lỗ đó. Rồi ok. Số điện thoại là 036 nha. 8888333 0907975 nha anh em. Cảm ơn mọi người đã xem clip hôm nay, bye bye.